Trong bối cảnh hoạt động đào tạo ngày càng khó khăn, nhất là đối với các trường đại học nhóm dưới, nhiều cơ sở đào tạo đã bắt đầu triển khai việc đổi mới theo xu hướng đáp ứng nhu cầu xã hội. Sáng nay, Trường Đại học Phú Xuân tổ chức hội thảo nhằm định hình các giải pháp đổi mới phát triển chương trình đào tạo với sự tham dự của cán bộ, giảng viên nhà trường và các doanh nghiệp đối tác. Tại hội thảo, đại diện nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Giáo dục 360 độ đã chia sẻ về định hướng, triết lý đào tạo của trường là thái độ, trách nhiệm, tri thức, đưa ra phương pháp và lộ trình đào tạo, chỉ tiêu, chính sách học bổng trong những năm tới. Cùng với đó, giảng viên các khoa của trường cũng trình bày những tham luận tại hội thảo để nhìn nhận lại, đánh giá thực trạng giáo trình giáo cụ đào tạo trong những năm học trước. Từ đó cùng góp ý hình thành các chương trình đào tạo cho Đại học Phú Xuân với nội dung cập nhật theo định hướng công nghiệp hiện đại, đáp ứng tối ưu nhu cầu của xã hội. Hội thảo được tổ chức lần này là cơ hội để thu thập ý kiến phản hồi và góp ý có tính chuyên môn cao từ các giảng viên của các ngành, các doanh nghiệp, đối tác, nhằm tạo nên khung chương trình đào tạo cho các ngành ở Đại học Phú Xuân có sự đổi mới khác biệt dựa trên mục tiêu hướng tới chương trình đào tạo tích hợp và đáp ứng định hướng công nghiệp. Với việc hợp tác với nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Giáo dục 360 độ, Trường Đại học Phú Xuân quyết tâm tiếp tục làm tổ công tác đào tạo, đổi mới, nâng cao cơ sở vật chất nhà trường, bồi dưỡng giảng viên, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, giữ vững sự ổn định và vượt qua khó khăn thử thách để xây dựng trường.